đó là diễn viên thì là phải như vậy. Và Bích Thủy hiện nay với YouTube Tình Giáo Sơn của Bích Thủy đó, Tình Giáo Sơn đang mong có rất nhiều vở kịch mà Bích Thủy đã dựng từ trước năm 1975 và Bích Thủy đang dựng lại. Và khá thích nói nếu quý vị nào có YouTube á, quý vị có thể lên search Tình Giáo Sơn An Nông, trong đó có rất nhiều thông tin về khoa học kỹ thuật và đồng thời có những cái thông tin về nghệ thuật như thế này. Một trong những chương trình mà Bích Thủy đang thực hiện với thầy Hồ Chiến trên đài phát thanh truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu, đó là chương trình Sao Thần Nông Vui Chuyện Trên Đồng, và bắt đầu từ lúc 15 giờ thứ tư hàng tuần trên sóng FM 92 MHz. Chúng tôi sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta đi làm chủ đề chính của chương trình, đó là giới thiệu bộ thuốc của tập đoàn Hàng Nông thông qua một tiểu phẩm rất dễ thương được mang tên Lớp Học Ức Ổ. Tư vấn cái gì thưởng thức các vị đại biểu. Hôm nay chúng tôi tới đây gặp mặt quý vị đại biểu để chủ yếu là giới thiệu bộ thuốc của công ty. Có một cuộc thi nho nhỏ mà sao giờ này các bạn chưa tới nữa. Tới. Dạ thưa cô bé mới tới. Dạ hồi chưa giờ là em ở đây. Em thấy có tập đoàn ngon đến giới thiệu sản phẩm thuốc của tập đoàn nên em ghé mua cho thấy em. Em vô em mua một cái măng co xét, một cái anamin cầm lại được thằng khảo. Em bóc thăm giúp tụi được cái nó đó cô, mà đừng có ấy rồi cô. Nó nói bé heo nghe được mượn mà nó ơn của nó chạy luôn rồi cô. Nó đi theo bạn đẹp, nó đi theo bé đẹp rồi. Bé đẹp đang đi vô thấy cây vú sữa của nhà chú Sáu ngon quá, bé đẹp kêu đừng đừng hái cho bé đẹp đi. Nhảy lên cây vú sữa hái rồi cô. Gọi cái lem cho nó gọi kêu xuống luôn nữa. Người ta được, người ta bắt chưa? Mà em nói là đi học sớm, tại hôm nay mình đã trả bài cho cô. Ừ, đúng rồi. Mình dạ, thì... thôi cô, để một em thi cho cô. Bé đẹp chứ bằng được, không có tới kịp em thi mình. Vậy nhất luôn em. Dạ, cô gặp không? Con bé nhỏ nhỏ, cơ quan làm ta làm việc dưới á. Nhỏ khó khăn lắm. Chú chú. Dạ thưa cô. Trời ơi, ốp bữa đèn ơi. Mày bỏ có mày chạy trước, tao mém xíu là bị bắt nha mày. Chơi bớt dạy cô. Sao chơi chửi bạn? Nó ổn quá cô, nó ổn quá cô. Mình không được chửi bạn chứ chưa? Ủa, suối cô dùng nhà bà Sáu ăn cắp nhúng cô. Ê, trời ơi, tao kêu mày dùng nhà bà Sáu. Dùng, dùng, dùng. Chứ không có gì. Hai chứ nói cô đi đi. Đó, cái uống sữa ngon quá. Cái nó đem mày hái đi. Nó leo lên nó ngồi nó ăn không mà đúng cái ngày mình chờ. Cuối cùng mà Sáu qua tốn cổ mình còn nó chạy mất tiêu. Đó, nó xuống cùng ăn khắp dùng sữa. Uống sữa. Sữa tên ông nội tao. Trời đất. Giờ uống sữa, tên sữa tên ông nội nó không cho là kêu trái uống sữa, biết kêu trái uống gì nữa. Trái ông nội tao. Trời đất, trái uống ông nội tao thì vô gặp chú bảo vệ, chú bảo vệ cái mặt khó gặp lắm cô. Chú mà gặp con là ông không. Trời trời chú bảo vệ. Đồ khuyến mại, hồi nãy tao mua hai gói măng cô được, áo đẹp nghe không? Còn cái này chắc tao mua hai chai có từ cỏ cái gì phải không? Ê, cái quần sọt này đem về cho ba rồi. Ý trời cái cơ nó ghê quá. Ăn quần áo gì đâu, phải là lộn sổ. Chú bảo vệ nói, đừng có lộn ra nó. Không lộn ra sao thấy được cái logo của công ty. Đúng rồi, ông quên. Trời ơi, mày vô ghi quá mẹ. Đây nè, logo công ty nè. Nè, có nghĩa là mình mua quà, mình mua hàng giá rẻ mà còn được quà của mày. Ê, bữa nay tao nghe nó có ông mưa rồi đó. Có mưa chưa? Ừ, trời mưa xuống rồi, thành ra là công ty đổi quà khuyến mại tặng ống mưa để mình đi ruộng á. Đồ đẹp quá em, mày vô mày thay đi. Đó nghe đẹp nhưng mà chú mở về một khen nó đẹp trai với giọt tao trong mày. Trời ơi, cái gì nhìn thấy mặt cái đẹp trai không? Nó nghe đẹp, hồi nãy đẹp trai không? Nãy bé Hà đi học á, chú bảo vệ kiểu bé heo á, ngồi đó đi học xong á, nhớ chở chú bảo vệ lên xã và làm việc các cái mắt kiến khác. Lên đồ nó không dính được. Ý là con mắt có vấn đề. Thôi giờ hỏi cô này, cô ngồi gần nhất, cô nhìn thấy bạn em đẹp trai hay xấu trai? Đẹp lắm cái này. Thấy chua. Hãy lấy ngồi trên đặt xe qua mai cho cô về Sài Gòn đi khám mắt nha. Tại vì em thấy cô nhìn ứng kỹ vậy đó. Thôi, bây giờ đẹp trai xấu trai vô thay đồ đi. Thay đồ khuyến mại cho bà con coi đẹp. Để bà con mua hàng. Thay đồ bếp luôn á, thay đồ này. Thay
thay đồ này chứ mặc cho đẹp chứ. Ừ, thay đồ. Tụi biết. Trời đất ơi, mày đi vô trong cái chuồng cua rồi mày hai mày đi đâu vậy? Thay bộ đi cho bà con thấy đi nha. Thôi, bây giờ con đang muốn giới thiệu gì? Con đang muốn chị cỏ đi. Chị cỏ nha. Rồi. Nếu có thua có ăn đâu bao dây ruộng nương cây ngô trên đồng cây mía cùng cây lúa nè và từ đây có nếu có rồi là hàng thua có ăn đâu xa gần nghe tin dùng từ mọi người tin yêu. Đây là một loại thuốc trừ cỏ thay thế cho 2,4-D đã bị cấm. Trước đây chúng ta thấy 2,4-D là thuốc trừ cỏ lá lộng đã bị cấm từ lâu và bây giờ đây là một sản phẩm thay thế. Là chúng ta biết rồi, sản phẩm này có thể xịt trực tiếp lên cây lúa, cây bắp và cây mía. Nếu như 2,4-D chúng ta chỉ xịt lên cây lúa không thì ở đây chúng ta có thể xịt luôn cây bắp và cây lúa. Và sản phẩm này nó có một cơ chế tác động là thông qua lá và rễ để mà tiêu diệt cây cỏ. Sản phẩm này chúng ta cộng chung với glufosinat làm loại thuốc trừ cỏ khai hoang thì chúng ta phun xịt cỏ khai hoang rất là tốt. Và xin mặt nước đây là tên thuốc, thuốc chuyên dùng diệt cỏ dại khai quang, diệt cỏ tận gốc luôn nè, rồi lúc là tên hàng thuốc cỏ an nông, hoạt chất là tên glufosinat là nha. Nhớ không xịt lên cây trồng, diệt cỏ thật nhanh, chất lượng cao. Nhớ không xịt lên cây trồng bởi vì là thuốc cỏ khai quang. Bà con ơi, thuốc cỏ khai quang mà xịt lên cây trồng làm thêm thì con mình trước mới thực hiện một lần ở Đồng Nai, xịt gần cây chuối thôi, chết chuối bởi vì cơ chế tác động của nó là qua lá và qua rễ, thì cái lượng nước dư chúng ta xịt qua lá nó sẽ rụng xuống và rễ hút ngược cho lên lưu dẫn trong cây, nên người ta gọi là thuốc này là thuốc lưu dẫn nè. Và thời gian hoạt động của sản phẩm này nó tới 15 đến 20 ngày nên người ta gọi là trái chậm. Đó là hai cái tên dân gian bà con cho sản phẩm này. Vì vậy sản phẩm này nếu chúng ta xịt ở vườn cây đang có cây trồng cách gốc cây 2 mét về tích lũy, còn nếu như muốn xịt gần cái loại cỏ gì cỏ mà xịt gần thì không sử dụng sản phẩm liên quá. Quý vị còn nhớ cái đây nhiều năm Paraquat là một sản phẩm ta xịt cỏ rất là dễ chết đúng không, thì đây liên quá là sản phẩm thay thế cơ chế tác động giống như Paraquat, nó sẽ là làm cho chết cái lá cây thôi, cái lá cây bị chết, còn cái phần nước dư đổ xuống đất nó sẽ bị phân hủy liền, nên chúng ta có thể xịt gần cây trồng mà không sợ. Vì chúng ta có hai loại thuốc cỏ khai quang, một cái là lưu dẫn và gắn từ rễ lên, chúng ta không xịt gần cây trồng, dùng để làm gì? Khai hoang, dọn rẫy, dọn ruộng sau khi mà chúng ta thu hoạch hoặc là xịt cỏ bờ. Còn gì trong vườn cây trái, vườn rau, tất cả chúng ta phải sử dụng loại này và nhớ đừng phun chúng lên màu xanh của cây trồng nha, chỉ phun chúng lên cây cỏ thôi. Còn màu nâu cái thân cây bị màu nâu chín vô có sao không? Không sao nha, lượng nước phun rất đất không sao luôn. Còn chúng ta trồng lúa như quý vị biết là công việc này chúng ta cũng còn sản xuất ít lắm thì chúng ta cũng sản xuất nho nhỏ thôi, cái việc cũng muốn là giới thiệu đầy đủ cho các bạn. Thì bây giờ cỏ lúa Sofit An Nông là một trong những sản phẩm rất được mọi người tin dùng và sản phẩm này sử dụng từ 0 đến 4 ngày sau xạ. À, nước phải giữ đủ độ ẩm để cho phát huy tác dụng của lúa, cho phát huy tác dụng của thuốc. Và chúng ta nhớ là sản phẩm này thì nó gồm hai chất Retinoclo và Phenolin. Chúng ta biết Retinoclo là gì? Cỏ Phenolin là lọc máu cho cây lúa. Nếu như thiếu cái chất Phenolin này để cho cái giá nó rớt xuống thì khi chúng ta gieo trồng có thể bị quéo mọng hoặc là bộ rễ không phát triển. Đây là thuốc trừ cỏ từ 0 đến 4 ngày sau xạ. Bây giờ chúng ta qua thuốc trừ cỏ. Đây, siêu cỏ. Siêu cỏ là một cái loại thuốc trừ cỏ 7 đến 15 ngày sau xạ. Lá cỏ từ 3 đến 5 lá bao gồm 4 hợp chất. Hợp chất thứ nhất, cyanobacterium trị cỏ cám, mà công ty có tên là Linger. Tên riêng của gốc đó nha, còn đây là một cái gốc hỗn hợp. Rồi, Etithurum là trị cỏ tạ, công ty có tên riêng là Sunrise. Rồi, tiếp theo là sản phẩm Etithurum. Đây là trị cỏ lá rộng, công ty có tên là Rush Anon. Và cuối cùng là Vivarac có tên là Pasen để trị cỏ gạo. Quý vị không thích bốn gốc này để làm gì? Nếu như trong cái ruộng mình còn bỏ sót mà chỉ làm một loại thì chúng ta mua đơn nhất thôi. Ví dụ như còn có cám chúng ta mua sang lúa thông tin với là mua Linger, hoặc là cỏ gạo thì chúng ta mua Vivarac là Pasen thôi thì nó rẻ tiền hơn. Nếu chúng ta không phân biệt được là sót cỏ gì thì chúng ta mới mua siêu cỏ, vì siêu cỏ sẽ mắc tiền hơn nha quý vị. Đó là thuốc trừ cỏ mà quý vị giới thiệu đến quý vị trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nói nhanh thì để chúng ta sẽ còn có những câu hỏi thắc mắc.
thì chúng ta có thời gian để hỏi cho các bạn. Thì bây giờ chúng ta đi qua cái sản phẩm thuốc trừ sâu. Sâu gì? Sâu thuốc lá và sâu đục thân. Thì có sản phẩm là hot hit. Sâu xanh, sâu lá, sâu tơ, rồi lại sâu kêu. Tôi đây đã dùng hot nhưng bỏ sâu tiêu đời. Hàng hot nhất dân luôn tư nào là hàng tốt mới đó nghe. Xa gần nghe tiếng dùng từ sâu nào cũng tiêu. Như vậy đây là một loại sản phẩm có thể diệt được con sâu cuốn lá và sâu đục thân. Các bạn nhớ cuốn lá và đục thân chúng ta xử lý từ tuổi 1 đến tuổi 3. Nếu cuốn lá vào trong lá hiệu lực của thuốc sẽ thấp đi. Còn đục thân mà nó vô trong cái cọng cây lúa rồi thì chúng ta phải lưu ý là ta có diệt con sâu đi thì cái con lúa đó cũng không có chỗ bông nữa. Do đó từ tuổi 1 đến tuổi 3 là hiệu lực cao nhất. Và chúng ta sử dụng BVT là một gốc thuốc không có nóng nha. Phía đây chúng ta sử dụng gốc thuốc ủng hộ thì nó hơi nóng nha. Và gốc này chúng ta có thêm cái difluenzon là ung trứng. Một con sâu đẻ ra một ổ trứng đó mới làm nguy cơ bùng phát dịch. Do đó khi chúng ta diệt con sâu và diệt luôn ổ trứng để an toàn. Còn bây giờ là một sản phẩm phổ tác động rất là rộng, gồm sâu, gầy, nhện, đó sẽ là sản phẩm Bixen. Ta đi mua Bixen dùng ngay, thuốc trị sâu diệt hết nhện rầy. Có ăn nông tập đoàn danh tiên, hàng tốt, trị nhện rầy sâu ăn chay. Dùng Bixen cho ruộng lúa đầy bông, cây trồng nắng hoằng. Bixen của anh nông, ruộng vườn bội thu. Quý vị lưu ý đây là một sản phẩm với hai gốc tên Femgrass và Dirigrosfen. Hai gốc này là hai gốc mới, không sợ lờn thuốc nha. Và đặc biệt tập đoàn Đông là một tập đoàn tư nhân nhưng thường hay đi khám phá và đưa vào danh mục những gốc thuốc mới. Đây là một trong những gốc thuốc mới mà tập đoàn Đông đưa vào với tác dụng và tác động rộng nên có thể diệt được con sâu. Sâu là sâu bò, còn gầy và nhện là côn trùng, những cái gì nó là chim đốt với nó là cơ chế tác động khác. Và chúng ta khi chúng ta sử dụng Bixen ở cái mật độ sâu rầy thấp thôi, còn mật độ sâu rầy cao thì con nhện chúng ta phải có thuốc đặc trị, đó chính là sản phẩm siêu nhện. Siêu nhện đừng ca được, hát được không? Trời ơi, trời ơi, cái này là một sợi lõn chứ không phải áo đầm giống như tôi. Cái bộ đồ có đẹp cũng chết mà sẽ xẻo vậy. Không phải, hồi nãy tụ còn hai rách cái đá quần luôn. Cắt quần. Cắt quần. Bạn ơi, quần cũng đừng cắt là các bạn thấy bạn tực trong lớp của mình hư không? Bạn này hồi nhỏ té giếng. Không có té giếng, bị điện giật mấy lần. Thầy chí mà khùng quá trời luôn vậy đó. Không có chịu té giếng, điện giật thôi. Dạ. Ê, mà té giếng mấy tháng không hay lên coi dùng cổi bà con đi Khánh Tuấn. Đó là nghệ sĩ Khánh Tuấn, nghệ sĩ Khánh Tuấn rất nổi tiếng. Bây giờ không có nhiều thời gian để hát cho cái gì thôi bây giờ. Cá nhận trước không? Nhưng mà nhớ lên coi dùng cổi bà con nghe. Con nhện làm cho ruộng vườn thất thu, có nêu tham cứu tinh cho ruộng vườn. Đừng có lo gì luôn, cái gì ăn ông cũng đừng bỏ quên đi, hãy dùng tinh siêu nhận. Chỉ một lần xài thôi, mãi phải tìm nêu tham là con số tâm đơn cái nát bạch. Cái gì vậy? Hôm nay trả bài thuốc bảo vệ thực vật có tập đoàn ông cho cô thì nghe hát logo đâu cho là vậy? Quên. Khánh Tuấn đi hát lô tô, cái lắm quý vị đã từng coi Khánh Tuấn hát lô tô chưa? Về đây mấy cái bài này nè, hát cho đi hát qua. Buông sinh về cho hát lần đi. Dạ. Hát xong cái cô kêu kinh gái cũng đi về luôn này nha. Dạ. Ở dưới quê làm ăn mà không phát, tôi lên Sài Gòn tôi bán chuối chiên sáu chục nguyên à. Sáu chục nguyên rồi đó. Sáu chục mấy con đó mấy người đó. Gì đây? Sáu chục mấy con đó. Cái gì mà không nháo vậy? Tôi không quá từ cái quê lên Sài Gòn lên quê mà không ấy nói đại câu quê đâu, mà con quyên góp tiền về quê luôn đi, đừng đi tới lui nó mệt quá. Quê Bến Tre. Bến Tre. Quyện gì? Quảng Cà Mau. Rồi Bến Tre cái mặt này về quê có công việc làm không, quý vị biết việc làm việc gì không? Cái rồi có ai cùng quê vậy? Có ai cùng quê mà nấu dừa vậy? Cả nguyên cái hội trường đó mình nấu dừa. Ê mà biết nào không, nấu thử bà con coi. Trời ơi, dưới quê không phải là về làm bảo vệ thôi, làm cho cái hẳn nước cho cô biết bị cướp địa cô. Ông chủ kêu vô con nấu dừa bóp nước con nấu. Có lẽ là chồng của cô còn bóp nước mẹ. Thôi, nấu không chết, chồng đi vô cô đi. Thôi, bây giờ nói chút đi. Thôi, có chồng vô hết. Này, nó nói dùng khi mình đau răng đó, lát nữa nó nói dùng đau răng đó. Rồi bởi vậy các bạn biết trong lớp có hàng ngày nó học dở nhưng ở lại lớp mấy năm trời. Ở lại lớp 1 16 năm.
lớp 1 học 18. Bạn có tiến sĩ một chiến mà người ta lên tiến sĩ còn ổng không lớp 1. Chịu không nổi luôn, cô giáo đã nói với mình rất là nhiều lần. Sản phẩm siêu nhện có tê bi pin ráp là gốc diệt nhện. Còn chúng ta thấy buropidin chiếc là gốc ung trứng nhện. Và chúng thấy buropidin chúng ta thấy thường hay xuất hiện là cái ấp lao ăn nông và tập đoàn nông thường hay bán để cho con ung trứng rầy nè. Đó. Cái này là chống lột xác rất là tốt, khi mà chúng ta phun vô thì nó không có cái cơ chế lột xác nên là nó không thể lớn được, là nó sẽ bị ung trứng nó chết. Đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời, chúng ta nhớ nha, nhận vé chiếc thuốc và để lại những cái lỗ mà chiếc thuốc đó là sẽ dễ bị nhiễm nấm lắm, và nắng nóng thì nhận vé rất là dễ phát triển. Ngoài ra cái sân là cái chuyện nói là ngoài cái việc sâu ra nhận ra nó còn bị rầy nữa, là cái chuyện được chiếc thuốc một loại thuốc đặc trị rầy nếu áp lực rầy cao. Đó là sản phẩm siêu vé. Thường xuyên ta phải đi thăm đồng, tin rằng siêu chết thiệt là hay, ai nấy cũng đều khen. Tập đoàn An Nông đã làm ra thuốc tốt diệt rầy, dùng ngay siêu chết để cho rầy nâu tiêu hết. Ta nhớ vốn đúng liều nghe, để cây trồng nặng trái bông đầy. Quý vị hiện nay đang ở Chi Tôn á, thì bên bảo vệ thực vật á, đang liên hệ với Bích Thủy vì Chi Tôn đang bị rầy rất là nặng và dẫn đến tình trạng là cái vector nó mang cái mầm bệnh và lùn nhũ lá đang bị hoành hành ở dưới đó. Và trong tuần sau thì sẽ có tổ chức một hội thảo rất lớn để nói về sản phẩm rầy và những cái phân bón để cứu lại lúa. Quý vị, vàng lùn nhũ lá không cách trị nha các bạn, hiện nay đang chưa có thuốc trị, và chúng ta phải trị. Đây là nguyên nhân dẫn đến mang cái tơ mà mầm bệnh. Đây là sản phẩm siêu chết, chúng ta phải diệt sản phẩm, chúng ta dùng sản phẩm này để diệt rầy. Và sản phẩm này công ty đã rất là thành công, chúng ta thấy như Camera là một gốc thuốc diệt rầy mới mà tập đoàn nông là người đầu tiên đưa về Việt Nam. Hiện nay cũng có rất nhiều công ty đã tham gia rồi, nhưng mà khi mà đưa về 3 năm đầu tiên là công ty An Nông độc quyền, nên sản phẩm này rất là nổi tiếng và chúng ta có thể diệt được con rầy và ung trứng rầy. Trong đây chúng ta đọc công thức Nitamina và Bimetuzin là diệt rầy, còn Microenron là ung trứng, mà chúng ta có thể diệt rầy từ thứ 1 đến thứ 3, đồng thời ung trồng bộ trứng. Chúng ta thấy rầy di trú nhớ chúng ta tham diệt nha. Chúng ta để một vài ngày nó đẻ ra rồi chúng ta sẽ phun một lần thôi, và nếu như áp lực rầy còn cao thì 7 ngày sau chúng ta phun lại là sản phẩm siêu chết. Cái nguyên gì thì thuốc trừ nấm bệnh là một trong những cái mà chúng ta cần lưu ý trong giai đoạn mùa mưa, và đặc biệt là giai đoạn đón đồng, chúng ta cần phải bảo vệ cái đồng thật là tốt, nên chúng ta phải sử dụng một số thuốc để không bị xâm hại nấm. Một cái thuốc rất rẻ tiền mà cái chuyện thấy là rất là ứng dụng rất là hiệu nghiệm, đó là sản phẩm Mancozeb. Mancozeb được ví như là một chiếc áo giáp, nếu chúng ta phun quanh một cái vị trí mà chúng ta muốn bảo vệ thì khi nấm bệnh đáp vô nó gặp măng kém nó sẽ tụt xuống và không làm tổ được. Nếu như cái nấm bệnh đó nó bám được trên cái khu vực mà non nớt của cây trồng của mình thì nó sẽ tạo ra những cái vòi rất là sắc bén, nó bám vào trong cái mô cây và nó hút nhựa của cây trồng. Khi hút nhựa cây trồng mà nó lây lan ra đó là thuốc uống cây của mình đã bị bệnh rồi đó. Và khi đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái ăn nông viên để chặt đứt hết mấy cái vây cánh của nó và nấm sừng khô và tụt xuống. Đây là hai sản phẩm mà chúng ta phối hợp với nhau để ngăn chặn nấm bệnh xâm hại trong thời gian mà chúng ta bảo vệ cái đầu. Đây là Mancozeb, chiếc áo giáp thần kỳ, và chiếc và anovin là giống như là một thanh kiếm để mà chặt đứt hết những cái vây cánh của nấm bệnh. Bộ này chúng ta sẽ sử dụng là 5 ngày đầu chúng ta xịt mango, sau đó thì chúng ta xịt lại cái anovin. Anovin cũng là một trong những sản phẩm trừ nem nấm hại rất là tốt trong giai đoạn đón đầu. Trong giai đoạn đón đầu chúng ta còn sợ một loại bệnh nữa, đó là đào ôn cổ bông. Đào ôn cổ bông thì phải phòng nha quý vị, còn đào ôn lá thì không cần. Đào ôn lá chúng ta thấy năm đồng đớm năm kim, chúng ta sử dụng loại thuốc rất rẻ tiền isoprothiolen, tức là anfuan. Còn đối với đón đồng và chúng ta phải phun để ngăn chặn cái, chúng ta biết được cái thổ dế nó nhỏ xíu, nếu một đốm thân nhiên là nó chặt đứt cái đường dẫn dinh dưỡng lên nuôi hạt, thì chúng ta nhớ chúng ta phải chuẩn bị bón phân đón đồng thì cơ tốt, thì chúng ta mới cái giai đoạn phân hóa đồng nó có nhiều hạt. Chúng ta lưu ý nha, khi phân hóa đồng có hạt và chúng ta nuôi hạt và hạt nhiều hay không là ở giai đoạn phân hóa đồng nha, chứ còn mà nó đã phân hóa đồng rồi thì cái hạt nó không thể tăng lên được nữa. Và chúng ta phải lưu ý là sử dụng thuốc này để chúng ta trị đậu ôn cổ bông. Cái gốc Chisinazone là chúng ta thấy như nó giờ sử dụng mà đậu ôn cổ bông chúng ta thường hay sử dụng đơn chất này. Đơn chất này nó chỉ làm chặn đứng lại bệnh thôi, nhưng mà không làm khô được vết bệnh ngay.
mà chúng ta phải thẳng thêm cái xương cua để đọc khô mặt bệnh một thanh dùng với bệnh. Mỗi vết bệnh có thể phóng thích ra không khí từ 3.000 đến 5.000 bào tử để lây lan khắp nơi. Như vậy thì sự có mặt của penicillin trong sản phẩm này là gì? Là nó tăng lên, nó có cả tính năng của xương cua và cả tính năng của GC nữa. Nó làm cho cái vết bệnh mình ngay lập tức bị khô mặt và sẽ thu nhỏ vết bệnh lại. Nhưng chúng ta nhớ nha, nếu để vết bệnh rồi thì chắc chắn đường dẫn dinh dưỡng lên cái bông của mình sẽ bị tắt đi. Như một ống nước như vậy, chúng ta bị thấy cắt ngang thì đương nhiên là nó sẽ bị chậm cái quá trình phát triển. Như vậy chúng ta phải đón đồng từ đầu, ngay từ đầu chúng ta phải phun xịt những cái loại thuốc này. Còn ba bộ lá đồng thì sao? Là bộ lá đồng của mình có ba lá đó, rất là một cái bệnh rất là sợ, đó là trái bìa lá. Trái bìa lá hình như vê ngược vô và trái hết phiến lá luôn. Nó làm ngăn chặn cái quá trình cái quá trình đó gọi là quá trình quan hợp để tạo ra enzyme nuôi hạt lúa. Cái đó chúng ta phải sử dụng siêu khuẩn gì, nó là siêu khuẩn Saccharomyces nha. Vi khuẩn Saccharomyces không phải là nấm bệnh, chúng ta phân biệt giữa nấm và vi khuẩn. Thì vi khuẩn chúng ta phải sử dụng một sản phẩm này với gốc Rolofon. Rolofon thì ngoài thị trường có rất nhiều, nhưng mà Rolofon cộng với alicylic acid thì có thể công ty có không? Bởi vì tôi nghĩ rằng chúng ta trị bệnh xong cái bộ lá đồng nó phải được bồi dưỡng, thì nó sẽ bồi dưỡng bởi alicylic của chúng tôi. Đây là một sản phẩm siêu khuẩn. Như vậy giai đoạn đóng đồng chúng ta cần quan tâm đến bốn sản phẩm: Amovin, Mancozeb, siêu khuẩn và Kitini để có được một bộ đồng thiệt đẹp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trọng tâm của chương trình bắt buộc trong ngày nay, đó là thuốc sinh học. Thuốc sinh học là một cái loại thuốc mà chúng ta cần sử dụng trong giai đoạn mà thu hoạch. Chúng ta trồng lúa thì cái thời gian thu hoạch nó dài nên chúng ta cảm thấy nó không quan trọng, nhưng nếu trồng rau và trái cây thì bắt buộc sử dụng thuốc sinh học trong giai đoạn sau. Thì chúng tôi có sản phẩm đầu tiên là Vi Đức. Sản phẩm Vi Đức của chúng ta sẽ nhìn thấy là gốc abamectin. Abamectin là gốc này là rất là nhiều rồi, đúng không? Gốc này nó có tính chất là gì? Là dị độc và tiếp xúc. Thì gốc này nó giống cái tính năng của nó thì hơi giống là thuốc hóa học. Còn nhưng mà cái adenosine thì cái này nó chiết xuất từ cây son đào. Cái loại này thì cái cơ chế tác động nó hơi khác chút xíu, nó sẽ làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, và đặc biệt là không cho con sâu nó lộ xác. Khi mà nó trúng thuốc rồi nó không có chết liền, nhưng mà mất khả năng làm dây hạt cho cây trồng mình trong vòng thời gian ngắn, nó sẽ chết. Thì hai cái thuốc này cộng lại với nhau làm một loại virus để xử lý sâu trong giai đoạn sau cùng rất là tốt. Nếu chúng ta trồng rau phải sử dụng cái này nha, bởi vì là rau cái thời gian nó ngắn lắm, phải có thời gian cách ly thì chúng ta sẽ đặc biệt rau già. Nếu chúng ta phải xài cái này, chúng ta tập trong cái khoảng mà chút nữa anh Vũ sẽ nói rõ hơn cái vấn đề này. Có nghĩa là trong cái bao thuốc của mình, nó cái vạch độc đó, nó thể hiện cái thời gian cách ly, nó dùng màu xanh 7 ngày, màu vàng 14 ngày. Và chúng ta phải lưu ý là chúng ta nên trồng thêm vài ngày nữa để cho nó sạch và an toàn nha quý vị. Và bây giờ đây là thuốc sâu thì chúng ta sẽ qua thuốc bình. Đây, Piano là một loại thuốc bệnh độc đáo mà tập đoàn nông có thôi nha các bạn. Odinol là một gốc trị được khuẩn và nấm khi chúng ta đi làm răng. Gia sĩ khoan răng của chúng ta xong rồi không bao giờ gắn liền, để cho đó một loại thuốc để khử đi nấm và khuẩn. Nó thơm, hơi cay. Đó chính là Odinol tinh chất. Odinol chúng ta chỉ có 18% thôi nha, để xử lý nấm và khuẩn. Và cái Odinol này là chúng ta không cần thời gian cách ly luôn. Chúng ta thấy rằng là rau á, mà nó bị vàng lá hay bị thối nhũng hay là nó bị đớm á, thì chúng ta sử dụng cái loại này, rất là rau lá. Và sản phẩm này thì đã chọn một điều lý rất là hay trong chuồng tô bánh điều tiết, giết cho cái sản phẩm này, bởi vì sản phẩm này rất là đặc biệt, chỉ có mình tập đoàn nông có thôi. Đây là sản phẩm Piano và điều lý đó nằm trong tù tô Ánh Nguyệt sẽ do Minh Dương và Lệ Thủy hát. Quý vị ơi, nhưng mà Minh Dương và Lệ Thủy không có mời nổi. Minh Dương xin kính chào quý vị đại diện. Rồi mới nhắc Minh Dương có Minh Dương liền. Nhưng mà Minh Dương đẹp trai, Minh Dương này xấu trai quá. Nếu xấu trai kêu Minh Hôn cũng được. Hay là Minh Hôn với Tỷ hát, nhưng cái gì anh cho chặt cấu tay cho Minh Hôn với Tỷ hát đâu anh. Yeah. Nói chung trong cái chuồng tôi Nguyễn á, nó có cái đoạn mà chị Nguyễn á hẳn em bé tới đưa cho anh Minh để đi về làm tròn chữ hiếu, thì cái đoạn đó, cái đoạn điệu rất là hay. Cho nên chị lấy điệu lý đó đặt cho piano, bây giờ trước khi hát piano mình hát cái điệu lý đó chứ. Cái này nó con để tôi cầm trước. Rồi trước đó là cô Nguyễn ẩm em bé lên thì anh Minh thấy em bé thấy rất là dễ thương, thì vợ mình cũng rất dễ thương, nhưng mà nó có vợ chính thức rồi, không có nói gì hết, chỉ nhìn chị mà
quyền em. Trời ơi, cái đoạn này chưa có phải, đoạn này là đoạn còn trẻ. Câu này cô nói vô là phải ngon. Không, cái đoạn đó đoạn già, vô đoạn này đoạn trẻ. Lúc đó anh Minh Dương thì chị Thủy cũng còn rất trẻ, có nghĩa là anh Nguyệt và Nguyệt và Minh đều trẻ, ông phải làm mặt trẻ để trai với tôi mới được. Trẻ đẹp trai nữa. Ừ. Trời ơi, đẹp trai không quý vị? Còn giống kỷ đột. Thôi làm ơn đừng có, làm ơn đừng có làm gì nữa để cho tôi hát đi. Đẹp, tôi... đẹp hơn chủ rồi. Bây giờ tôi với ông hát cái bài này để bà con nhớ về cái sản phẩm này. Nếu bà con không quên cái tên sản phẩm này, nhớ là cái tên thuốc và sinh học trị nấm bệnh hát của cô Ánh Nguyệt nha. Bắt đầu mình mới nhìn thấy chị Thủy vô. Mình nhìn Nguyệt vô, bắt đầu mình hát. Em đừng đứng kế bên anh, không nói một lời, rưng rưng nước mắt. Hoàng hôn ngơ trong tim, khô héo môi cười, đôi mắt quần thâm. Lặng chết trong tim, anh giống thề phụ tình em. Em ơi, từng giọt lệ sầu rơi như từng cơn mưa tưới vào lòng anh, những giọt sầu thương ẩn khóc nửa đêm để cho anh dỗ dành lần sau cuối đời. Để cái gì? Đất ơi, đất à! Con quỷ nào nó phá này nhờ? Hay biết đâu. Trời đất ơi, dám gọi cô là con quỷ hả? Dạ con xin lỗi cô. Xin lỗi cái gì? Dạ con tập danh lệ với bạn, bạn đẹp bên mà mấy đứa bạn con nó ưa chặt con, cho nên là con. Nhưng mà giờ này em phải giờ tập văn nghệ. Dạ. Giờ này là giờ em đi chích thuốc. Này chích bỏ cô. Nó bị nóng quá, nó lên cơn, cho nên là một ngày nó phải chia ra chích 4 ống như vậy. Dạ không phải cô, cái này của đứa nào phải của con bự dữ vậy. Trời ơi, thì cái này coi như là chích trâu chích bò, nhưng mà có điều là em phải chích mới đúng liều của em. Thôi đi vô chích thuốc đi. Xin cho em cao hết cái câu này của thần tượng của em được chưa? Cao hết hả? Cao hết câu. Rồi hát đi. Ngài mở các cái chai để rồi mai đây. Thằng Tường là nghệ sĩ nào? Ông Út Trà Ôn. Tầm 7, ông Út Trà Ôn đâu hát này. Con nuôi rồi, con biết nha. Con nuôi? Con nuôi Út Trà Ôn. Con buộc đứng bên đây nè. Khè. Ba tôi đâu có hát vậy. Ba tôi hay hát ghe chiếu Cà Mau. Tình anh bán chiếu. Hát được luôn. Thở được đó hát. Trời ơi, chị mới được gì thật. Nghe nó làm gì mà này nghe rồi. Ghe chiếu Cà Mau chắc cắm sào trên dòng kính gà, bảy cô gái năm xưa sập, bảy cô gái tưởng cả bảy cho lớn cầu thôi. Không phải thôi, đi vô chích thuốc cho tôi. Đi tôi đây cổng nhà đi đi vô đi vô đi cổng hồng tôi đây lại muốn nhà có thêm tích lũ rồi tôi giác tôi chết cái thứ từ dưới tôi ấp trong cổ giờ. Trời ơi thì chết nhổ ra nghe ao được nhổ ra nghe tình nhổ ra nghe nói cho cô. Kính thưa quý vị, đây là sản phẩm piano theo điệu Lý Ba Tri Tô Ánh Nguyệt. Ta nhớ thuốc tốt piano, nông sản không thừa, thuốc phun trong trái. Piano thuốc tốt cho cây, thu sinh học không tồn lưu trong nước và đất đâu. Mong giá cao xuất khẩu cho dân mình an tâm. Hay quá cô ơi, cô hát thuốc sinh học rồi cô phải nói về phân hữu cơ. Thế ở trên đài cô hát phân hữu cơ Genki hay quá trời luôn đó cô. Genki, phân hữu cơ.
ghen khi phân bón hữu cơ là hàng nhập nhé, ghen khi bón vào cây tốt cho quả trái nhiều, vì ăn nông chúng tôi vẫn là nhà phân phối có tâm, mang về hàng tốt loại nhất. Phân gà ghen khi phân hà ca xê Hakase và Genki đều được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản nha. Nhưng mà bây giờ em muốn giới thiệu Hakase đến cho bà con mình. Phải hát đi cô. Hát cô. Dạ, để em hát cho cô với bà con nghe nha. Hakase là vầng bọn tôm, hãy bóng Hakase, hứa hẹn dù lúa nội bông, trái cây ngon hay rau xanh lá cũng tăng giá nè. Hakase đến từ Nhật nghe, ăn nông dân phân phối mọi nơi, Hakase là phân bón hữu cơ. Quả cáo ăn gặp lố là ngô, có quả cáo lố là ngô vậy, nó đã tốt đâu là bạch. Đường đi rồi, không cho nó. Làm ơn đi dọn hàng đi về, chứ đi không nổi. Trời ơi, thiệt, cái trong lớp mình nghe có thằng ấy hùng hiểu nổi nhất đầu của bà con ơi. Hùng ngủ biết dân bùng. Dọn hàng đi về, bỏ ông đây luôn nè. Cái gì đây là một sản phẩm phân Hakase và Genki, là một sản phẩm có chung một công thức, thì có hai kênh thương mại. Với thị giả chọn lựa nhà cung ứng Nip, công ty là công ty Nipsan để mà cung ứng cho sản phẩm này. Và sản phẩm này chúng tôi rất là giữ giá từ mấy năm nay, dù là phân hữu cơ, dù là phân bón gốc lên giá, như quý vị vẫn giữ giá, bởi vì nhà cung cấp họ giữ giá cho mình. Đây là một sản phẩm mà chúng ta có thể là cải tạo đất, cái ruộng của mình á, mà chúng ta thấy bề mặt đất mà nó có bị nghèo, thì chúng ta sử dụng quá nhiều phân hữu cơ, phân vô cơ, do đó chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm này để cho bộ rễ nó phát triển tốt, và phân nó sẽ được vận chuyển tốt hơn, và chúng ta sẽ được tiết kiệm được 25% phân đạm. Phân đạm rất là dễ bay hơi nha quý vị, bay hơi rồi nữa thôi, cái đó bộ rễ phải tốt thì nó mới hút được. Còn đây chúng ta thấy độ pH nó là 8, thì cái chân ruột của mình bị chua hay gọi là cái pH nó tụt xuống, thì chúng ta bỏ cái này vô thì pH nó sẽ nâng lên. Và hiện nay thì đang rất là nắng nóng, và cũng như khi chúng ta làm đất xong, chúng ta chỉ cần trải lên mặt đất, 1 hectare chỉ cần xài 200 kg đến 300 kg thôi, và chúng ta sẽ có được một bộ mặt ruộng rất là mát mẻ để tiếp nhận những hạt giống chúng ta đưa xuống chúng ta xả đó. Thì đây là bởi vì cái độ ẩm của nó rất là cao, 21% đến 28%, thì tổ phân này chúng tôi đang rất thành công ở trên cây lúa và nhất là cây sầu riêng.